Các ngôi sao Brazil với điệu nhảy samba trên sân cỏ luôn làm mê hoặc người hâm mộ bóng đá. Nhưng lắm tài nhiều tật, không ít ngôi sao samba với những thói hư tật xấu làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, khiến họ tụt dốc không phanh, cùng điểm qua những thói quen xấu ấy. Bay xuyên đêm. Cụm từ này chẳng xa lạ gì với các cầu thủ. Tiệc tàn cũng là lúc trời gần sáng, các ông sao ra về với tình trạng xoáng quẩy, thân thể mệt mỏi rã rời vì nốc đống rượu mạnh. Lắc lư điên cuồng trong điệu nhạc, thậm chí là còn kiếm được các em để đi mây về gió. Có những cầu thủ chơi sang hơn còn bao hẳn một phòng VIP đắt tiền trong khách sạn, mời các chiến hữu đến đập phá. Tất nhiên, một đội ngũ người đẹp xinh như mộng cũng được triệu tập tới để góp vui. Ronaldinho là một trong những ngôi sao Brazil nghiện bay. Với Ronaldinho, âm nhạc là món ăn tinh thần quan trọng, nhưng phải là sự âm ỉ và bầu không khí sôi động đến mức điên cuồng của hộp đêm. Năm 2011, khi rời Milan để về Brazil khoác áo Flamengo, Ronny yêu cầu đưa vào hợp đồng điều khoản hộp đêm. Mỗi tuần anh được đi bar 2 lần. Chiến thắng hay là thất bại không có trong suy nghĩ của Ronaldinho. Với anh, điều thú vị nhất là say sưa trong những hộp đêm cho đến sáng. Năm 2013, với lương khoảng 5 triệu euro từ câu lạc bộ mới Atlético Mineiro, Ronaldo mua vũ trường ngay trước nhà. Anh có ý tưởng xây đường hầm để đi lại giữa hai nơi. Ronaldinho là thiên tài trên sân cỏ, nhưng mà bản thân anh khiến cho sự nghiệp của mình lụi tàn rất nhanh bởi cuộc sống phóng túng không kiểm soát. Dùng chất kích thích. Vẫn biết trong bóng đá, sức khỏe và phong độ thi đấu là thứ quan trọng nhất, song không ít cầu thủ lại tự làm hại thân bằng những chất kích thích, rượu mạnh, thuốc lá, thậm chí là cả ma túy. Trong giới quần đùi áo số, có không ít ngôi sao bị bập vào nghiện ngập. Có thể bạn chưa biết, Edmundo, một cựu tiền đạo Brazil, từng khẳng định ông tài năng hơn Ronaldinho. Edmundo có 39 lần khoác áo tuyển quốc gia, gây ấn tượng với vóc dáng to lớn và khả năng chạm bóng tinh tế bằng chân trái. Song ông cũng là một người nghiện rượu nặng khi mà say xỉn ngay trong bữa sinh nhật của con trai. Edmundo thậm chí thuê cả một rạp xiếc để mà biểu diễn ngày hôm đó. Năm 1995, ông thoát án tù sau khi uống rượu và gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại Rio Carnival. Nghiện sex. Nhiều cầu thủ than vãn rằng đây là chuyện riêng tư của tôi, sao mọi người cứ thích soi mói. Đúng là không ai có quyền can thiệp, nhưng mà đến mức phản bội vợ để mà đi cặp kè lung tung lên giường vô tội vạ thì lại là thói hư tật xấu, là chuyện đáng chê trách. Không khó để kể ra những ngôi sao Brazil có thói quen thay người tình như thay áo hay là nghiện tình dục. Ronaldinho, Neymar, Ronaldo de Lima hay Adriano là những cái tên được kể đến. Khoảng thời gian 2008, sự nghiệp của chàng tiền đạo Ronaldinho đã dần xuống bởi khi đó anh tìm thấy niềm vui bên các chân dài hơn là trái bóng. Anh bị đẩy khỏi Barca không chỉ vì vô kỷ luật mà còn cả gan dám tòm tem với con gái của huấn luyện viên Frank Rijkaard. Đối vũ cũng tiết lộ mình mất zin ở tuổi 13 khi làm chuyện ấy với một cô bạn hàng xóm. Đối với Ronaldo de Lima, những cuộc tình một đêm của anh không thể đếm xuể. Vết nhớ lớn nhất của cựu tiền đạo Real Madrid là vụ bay qua đêm cùng với ba gái gọi Brazil. Sau đó, Ronaldo béo đã phát hiện tất cả đều chuyển giới. Anh thậm chí bị cảnh sát triệu tập để làm rõ hành vi. Về Adriano, anh từng qua đêm với 18 chân dài tại quê nhà. Đó là bê bối lớn nhất trong vô số những lần tiền đạo Brazil tìm đến gái gọi. Anh còn bị nghi vấn sử dụng chất kích thích và uống rượu vô tội vạ. Không thể thiếu Neymar trong danh sách này. Một mình tiếp 5 gái gọi hồi hè 2012 khi còn đang khoác áo Santos. Cầu thủ 9X từng khiến cho người hâm mộ bị sốc khi mà scandal tiệc sex này bị phanh phui. Ngoài ra, Romario, Robinho hay Alexandre Pato cũng là những ngôi sao Brazil nghiện tình dục đến mức là đánh mất cả phong độ lẫn sự nghiệp. Ăn uống. Bóng đá chuyên nghiệp là một môn thể thao không chỉ đòi hỏi các cầu thủ thi đấu tốt trên sân mà họ cần thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Thực hiện một chế độ ăn uống nghiêm ngặt là điều cần thiết cho cầu thủ bóng đá vì nó có lợi ích trong mọi khía cạnh của trận đấu, có thể là tăng sức mạnh tinh thần hoặc thể chất, sự tập trung hoặc là sức chịu đựng cho họ. Thế nhưng có không ít những ngôi sao bóng đá nói chung và ngôi sao bóng đá Brazil nói riêng cực kỳ dễ dãi khi mà trong thói quen ăn uống của mình khiến cơ thể tăng cân, sức khỏe và phong độ giảm sút. Nổi tiếng nhất trong danh sách phải nói đến người ngoài hành tinh Ronaldo. Kể từ khi chuyển sang khoác áo Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2007, Robéo bắt đầu quá trình tăng cân đến chóng mặt. Từ một sát thủ với bước chạy thanh thoát, Robéo trở nên nặng nề và anh quyết định giải nghệ vào năm 2011 sau những nỗ lực giảm cân thất bại. Hè 2021, Neymar cũng từng xuất hiện với một chiếc bụng mỡ khiến cổ động viên sửng sốt. Một kỳ nghỉ buông thả, ít tập luyện cùng với thói quen ăn uống vô tội vạ đã biến Neymar mới ở ngưỡng 30 với thân hình săn chắc thành một cầu thủ phì nhiêu phát tướng. Và dĩ nhiên sau đó ngôi sao sinh năm 1992 phải chật vật thực hiện chế độ giảm cân. Ronaldinho, Neymar, Ronaldo de Lima và những ngôi sao Brazil tài năng luôn là thần tượng của các fan hâm mộ giới tốt cầu.
Thế nhưng một cuộc sống nổi tiếng, dễ dàng cậu được xế xịn biệt thự, hưởng thụ cuộc sống vương giả, trở thành những triệu phú ngay khi tuổi đời còn rất trẻ, khiến họ dễ nảy sinh với những thói hư tật xấu, ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của mình. Vừa rồi là những thói quen xấu điển hình nhất khiến các ngôi sao bóng đá Brazil tụt dốc không phanh. Đừng quên đăng ký kênh để xem tiếp những video và tin tức thể thao mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.